Tiểu đường thai kỳ là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ insulin, dẫn tới lượng đường trong máu tăng cao. Nếu lượng đường huyết trong máu tăng quá cao, thói quen ăn uống không khoa học của mẹ bầu sẽ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé như tiền sản giật, huyết áp, băng huyết, sinh non, trẻ dễ bị dị tật thai nhi, mắc các bệnh về tim. Để ổn định lượng đường huyết trong máu, mẹ bầu nên chọn các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng sau đây. 1. Gạo lứt. Gạo lứt là thực phẩm chứa chỉ số GI ở mức độ an toàn là 58, giúp ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch và sức khỏe của bà bầu. Mẹ có thể ăn gạo lứt thay cho gạo trắng hàng ngày với khẩu phần ăn không đổi. Gạo lứt giàu các dưỡng chất như là chất đạm, sắt, canxi, chất xơ, cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 2. Bí đỏ. Trong nhóm rau, bà bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn gì thì mẹ có thể ăn bí đỏ chín. Đây là loại rau quả có chỉ số đường huyết ở mức an toàn là 64. Ngoài ra, bí đỏ giàu chất sắt, các vitamin, chất xơ, chất đạm, rất tốt cho bà bầu. Mẹ có thể kết hợp nấu bí đỏ với thịt heo để món ăn ngon hơn, giàu chất dinh dưỡng. 3. Bưởi. Bưởi là trái cây tốt cho bà bầu, giàu hàm lượng vitamin C, nước, bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Chỉ số đường huyết trong trái bưởi khá thấp chỉ là 22, nên nó cực kỳ an toàn, tốt cho bà bầu bị tiểu đường thai kỳ. Thai kỳ ở tháng thứ tư, mẹ nên ăn bưởi thường xuyên, bổ sung vào các bữa phụ hoặc tráng miệng với nước ép bưởi hoặc ăn trực tiếp. Tuy nhiên, mẹ nên đan xen các loại trái cây khác, không ăn quá nhiều tránh cảm giác sợ bưởi. 4. Đậu xanh. Bị tiểu đường thai kỳ, mẹ bầu có thể ăn các món chế biến từ đậu xanh như là chè, bột đậu xanh để giúp ổn định đường huyết. Chỉ số GI của đậu xanh là 30, ở mức thấp an toàn với mẹ bị tiểu đường. Đậu xanh giàu axit folic, chất xơ, sắt, canxi, protein, rất tốt cho mẹ bầu, đặc biệt là 3 tháng đầu. Hàm lượng lớn axit folic có trong đậu xanh còn ngăn ngừa tình trạng dị tật thai nhi, giúp mẹ và bé tăng cường sức đề kháng, nhận đủ năng lượng. 5. Rau cải, cà chua, cà tím. Thực phẩm trong rau củ quả này có chỉ số đường huyết khá thấp, 10 GI, bà bầu có thể ăn mỗi ngày bởi các loại rau củ này cung cấp lượng chất xơ lớn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Khi chế biến các loại rau củ này, mẹ nên rửa sạch, ngâm nước muối, không ăn sống, tránh trường hợp đau bụng, ngộ độc thực phẩm gây hại cho thai nhi. 6. Cà rốt. Cà rốt tươi ở GI mức thấp là 35, nó là thực phẩm tốt cho bà bầu bị tiểu đường thai kỳ. Mẹ có thể sử dụng cà rốt trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Ngoài ra, cà rốt rất giàu vitamin và rất tốt cho sức khỏe mẹ và bé. Mẹ có thể uống nước ép cà rốt để chế biến cà rốt với các món luộc, canh, xào với thịt, hải sản đều rất ngon và bổ dưỡng. Tốt nhất, mẹ bị tiểu đường thai kỳ nên lên thực đơn các món đồ ăn và tham khảo ý kiến của bác sĩ để có chế độ ăn khoa học, ổn định huyết áp, mẹ khỏe, bé phát triển tốt.